chuyện đó. Dạ đúng rồi. À, ổng ý ổng là nó chắc lần này là nha, bởi vậy á, để hồi lên lúc là ổng nói à, em đưa anh về nhà rồi em bỏ anh ở đâu đó. Ủa tôi đưa ông về nhà, tôi cho ông ngủ nhà tôi, lẽ tôi bỏ ông ngủ ngoài sân chạy phái nha. Rồi rồi đấy cô nói cho hết rồi cái bắt đầu mấy sáng cô về cô nói ổng chần chừ nha. Dạ. Ổng nói ơi gấp vợ ở đây chơi một bữa đi. Tên ổng ở đó cái chỗ ổng ngủ đó xin lỗi con nó thiệt cái niệm ổng ngủ. Cái ra một cái gối ôm, hai cái gối na gối kê đầu. Nó thiệt chứ cái niệm ổng ngủ là nó cái kiểu mà ổng hút thuốc rồi cái tàn thuốc đó. Nó cháy đều cái niệm luôn, cái nào cũng có lỗ bằng chiếc đũa nó đầy cái niệm luôn. Dạ. Rồi nó đen thui đen mông à. Mấy đứa em nói trời ơi chị ba ơi, bà mình về đây mà bà mua nước tách cỡ ba chai, bà ngâm cái gối cái mền của ổng, bà giặt cỡ ba năm mà cỡ ba chai á mấy sạch quần áo. Ổng nói chung mình nói thì mình nói mình không phải là mình khi dễ ổng, mình tội nghiệp ổng cái chỗ như đàn ông mà không có đàn phụ nữ là mình thấy nó khác liền á chú. Dù bà tôi nói chú, dù đàn bà có hư hèn chăng nữa đi thì cũng người ta cũng đàng hoàng. Nhà ổng này hình như ổng có đi không hả? Ổng không có ở nhà. Ổng đi không à? Cái bữa mà cô về nè, cô về rồi á, cô không có dám nói là chia tay với ổng ở trong nhà đâu. Cô mới đi ra tới ngoài lộ, cô sắp sửa lên xe buýt. Cô đi hai đoạn xe lận chứ đâu phải ít đâu. Cô đi bữa đó là cô kêu ta đi từ xe lớn đi ra tới ra vô nhà ổng là cô tốn hết 500 ngàn á. Wow, gì đi xe gì rồi, đắt tiền dữ cô. Mấy, từ cái chỗ mà đi xe ôm đi vô nhà ổng là một giai đoạn nghe. Còn mà từ nhà ổng từ cái đầu lộ đó về nhà cô một giai đoạn nữa á. Dạ. Không phải hai đoạn xe, không phải là một đoạn nghe. Dạ. Đó là cô, lúc mà cô về ổng là lúc mà cô chia tay, cô về nhà cô đó, ổng có cho tiền xe cô không? Đã cô nói là không có. Nè cô nói cho nghe nè, từ đây từ chợ Ngã Năm này đi là xe tiền xe ôm đi ra tới ngoài chợ này đó là một chập nè, là cô trả xe ôm, cô trả một người đi ra vô là 50 ha. Rồi từ xe buýt á, xe buýt lên tới cái chỗ mà cái đường mà sắp sửa đi vô nhà ổng đó là mỗi một người là 40 nữa, mà ba người nó ghiêu nó ra 120 nữa ha. Giờ con tính ra bao nhiêu, 120 là đó. Rồi từ cái rồi đi á, đâu phải mà mình nó đi trước khi mình đi mình cũng đi vô quán cho người ta ăn uống chứ đâu phải mà hôi lên xe mà đi dục được. Con vô uống cà phê cà pháo gì đàng hoàng nữa đó. Dạ. Cái rồi tới đó, rồi từ đó từ nhà ổng á, từ cái đầu lộ cô xuống xe buýt đi vô nhà ổng là mỗi một người 70 ngàn nữa. Đi nghe, đi về là mỗi một người 140 đó. Dạ. Ra vô. Vụ này chuyện này chuyện nọ đó. Ông ngờ cô là không ăn cô được đâu. Bị ổng về nhà cô nè, ổng cũng thấy cô nói chung chứ cô nói là cô nghèo thì mình nghèo, mình không bằng ai thì mình nghèo, nhưng mà bị ổng thấy cô móc tiền ra ổng có thấy rồi. Bị cho mình đâu biết mình mua đồ thì ổng đứng đó mình móc ra phải thấy thôi. Ổng nghĩ là cô có tiền. Rồi ổng về nhà cô ổng thấy cô cũng tiện nghi mà cái gì có đầy đủ đâu có thiếu gì đâu. Rồi ra dịch cô thì đầy chùa. Ổng nghĩ là cô cũng không có quá tệ, cũng tương đối không. Dạ. Để cô nói cho nghe nè. Cũng lại là như vậy nè. Cái bữa đó lên xe về. Lên xe từ chợ đầu mối về tới đây là ban đầu cô nói thôi bây giờ tôi với ông có linh điếp như vậy thôi, bây giờ đường nhà ông về, đường nhà tôi về, cũng như là cô đi đoạn đường về Ngã Năm luôn, còn ổng là đi đường Súc Trăng mới ghé nhà ổng. Mà cái xe này á, cái xe toàn kiều này nó không có, ổng mới năn nỉ cô vậy nè, ổng nói thôi bây giờ vậy á, em cho tôi đi qua nhà em luôn đi, tôi đi thăm nhà em. Thăm nhà em trước đi rồi tôi về cái em quay thăm nhà tôi. Thì tôi bắt đầu tôi từ chối, tôi nói thôi không được.
không có được đâu, anh đi đó, anh đi chẹo cái đường là anh không về nhà anh được, phải đi đêm mà đâu có xe đêm, chỉ có chừng nào có xe nó chạy ngang nhà ổng đường Sóc Trăng á là mấy ngang đường vô nhà ổng thôi, còn mùa qua bên cô đi đường cao tốc này rồi nó đâu có, nó đi đường Phụng Hiệp nha, mà Cà Mau này nó đâu có đi ngang đường Sóc Trăng đâu. Dạ vậy là chắc có thể là ông ngoại ông 77 này chơi chiêu rồi đó, muốn đi sao tối để xin cô ngủ lại. Nhưng mà không ngờ cô nói cho con nghe, cái bữa đó về tới chợ Ngã Năm là nó cũng 11 giờ mấy rồi, rồi ổng cũng xin về thì cô nói thôi kể về về không có gì hết, cô cho về về chung với cô luôn. Giờ tới chợ Ngã Năm này thì mấy cô đi một đoạn xe ôm bằng đêm, xe ôm nó mới chở cô vô từ chợ Ngã Năm nó vô tới nhà cô á, là nó ăn hai người 100 ngàn, bằng ngày thì có 60 thôi, bằng đêm tao phải ăn mắc thì cô cũng trả 100 ngàn. Nói ngay đi, cô về tới nhà bắt đầu cô mới bấm cái đèn, cô đi lên trong chuồng gà cô coi cái gà vịt nó nằm sao này kia nọ, rồi mấy cái có cái bà chị ở sát bên nhà là bả là chị chú bác ruột, bả ở mình là con cái mới đi làm hết rồi. Rồi cái khoảng 12 giờ tôi chưa ngủ nữa, tôi còn đi cho bái gà qué dọn dẹp mấy gà bị mình đi mấy ngày 2-3 ngày, sợ gà mình có ngủ đâu đi, bắt cái đèn đi kiểm tra chuồng mà chuồng gà xong cái mấy bà chị này bà điện lại gheo hỏi cái gì chị hai, bà nói mày ơi tao bây giờ tao ăn trúng cái gì hay gì, bây giờ tôi vừa ói mày vừa đi cậu, bây giờ mồ hôi tơ ga nộp mày chạy qua đây rồi mày đi dắt kêu, bây giờ tao đi hết nổi rồi tao bò không, mình quảng hồn. Thì ông lúc đó ông ở nhà cô nha. Thì nửa đêm đó là bằng đêm đó là ông mấy cô ông hỏi đi đâu vậy, tôi nói ông ở nhà đi tôi chạy qua mà thăm chị coi bà anh sao rồi. Thì sát bên này cách nhau cũng một cái mương nhỏ xíu mà thì cũng có cái mương người ta đã bơm nước để lên ruộng đó, rồi nhà bà cái nhà cô cái bên đây cô giọng cứu cô đi, tôi thấy bà cô mới kè bà ra cầu rồi cho bà tôi thấy mồ hôi bà ra nực, nó nói chị hai ơi không được đâu chị, tôi thực hiện mới được ở đây rồi thực bà nói hồi để nó sáng không có sáng gì hết á, thấy liền đó đó là cô về cô tắm rồi cô mặc có quần đùi cho cậu Út, nó là em của cô, nó có xe thì nó thì chị em anh em cô ở sát bên nhà mà mấy điện thấy mà Út mày kêu cậu Út qua chở chị hai đi chợ đi, bả ấy quá trời rồi, mấy điện kêu hôm qua tôi về tôi đi sẽ còn về đứa em nó không hay nữa, có bả hay bả thấy tôi cục cục bả hay mà nó rồi có mà dì ba nó về rồi tao điện đó, rồi mấy tôi điện qua mợ nó mà kêu cậu nó qua chở chị hai đi chợ nè, tao chạy về tao thay đồ cái đây về nhà thay đồ, cái ổng ở nhà ổng nói là tôi nói ông ở nhà đi tôi đưa bà đi bệnh viện rồi là 12 giờ mấy đêm đó nghe. Ổng nói trời ơi tôi lại đây mà bà bỏ tôi nói ông thông cảm đi, thì ông ở nhà tôi ông ở đây tôi chị em tôi bệnh ở đây có tôi với bạn hai chị em mà sống không có chồng thì có qua có lại ông ở nhà đi tôi đi đó, bắt đầu tôi đưa người chị đi ra ngoài thì nhập viện luôn. Nhập viện luôn là cô ở ngoài với bà luôn, cô ở ngoài với bà 6 giờ cô mới về, 6 giờ sáng bị bà truyền nước truyền về bằng đêm mình đâu có bỏ bà được đâu, còn mình ở đó tới 6 giờ sáng tôi hỏi chị khỏe chưa, tôi chạy về cái bị nhà tôi có ông bạn tôi ổng cũng đi theo tôi về, nó bây giờ tôi phải về nhà cái đặng ổng ho đi bằng đêm ổng không có biết đường đi ra chợ lên xe buýt đâu, là tôi về tôi đưa ổng đi lên xe buýt, cái đó mình cũng có nhiệt tình không phải mình bỏ bê ổng nha. Dạ vậy là không có gì hết trơn á. Dạ dạ như là cô mà cô bỏ đi nuôi chị gái ngoài bệnh viện đó là ổng ở nhà mình, ổng là ổng định là đêm đó là ổng vô hại mà ai vậy đâu, ổng dở trận luôn, cô không về ổng dở trận. Dạ ổng ý ổng là nó chắc lần này là bởi vậy á, để hồi lên lúc là ổng nói em đưa anh về nhà rồi em bỏ anh ở đâu đó, ủa tôi đưa ông về nhà tôi cho ông ngủ nhà tôi không lẽ tôi bỏ ông ngủ ngoài sân chạy phái nha. Rồi để cô nói cho hết rồi cái bắt đầu mấy sáng cô về cô nói ổng chần chừ nha. Dạ ổng nói thôi gấp vợ ở đây chơi một bữa đi,
Cô nói không được, tôi chỉ cho ông ngồi tới nửa đêm, từ từ 12 giờ cho tới 6 giờ sáng thôi, anh không có ở được. Mình hù ổng, mình nói là anh em tôi khó lắm, anh ở đây nó thấy tôi đàn bà mà tự nhiên có ông nào mà chơi ở đây anh mai nó sợ nó chửi. Mình nói cái câu khéo biết không, vậy thì lại đây thì mình cũng đi về mình cũng đập nước đá về nhà cô, thì nó ăn uống thì nó đầy đủ, mình đập phê hỏi anh uống phê uống gì hay là uống cái gì em làm cho. Nói chung ra là khi mà ông ngoại ông 77 về nhà cô á, thì như là cô đã lo như vậy là cũng quá tốt cho ông rồi ha. Đúng rồi nha, rồi tôi mới nói thôi bây giờ em cũng đi, có người chị có bệnh gì rồi ở đây cũng nhờ qua nhờ lại, thôi bây giờ anh uống cà phê đi, em đi tắm rửa, cái hôm giờ em thức rồi thì mình thức nguyên đêm luôn rồi đó, mình từ 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 Sài Gòn về mình thức nguyên đêm rồi đó. Dạ. Rồi cô mới lên, cô nói ha, nó đập nước đá cho ông uống, rồi cô mới chạy đi tắm rửa. Tắm rửa rồi cô nói thôi bây giờ giờ này thôi em đi kêu xe ôm. Xe ôm á, em đưa anh ra ngoài chợ, rồi sẵn bị người chị đêm đó. Bà đi thì bà không có lấy được cái mụn cái mền gì hết, tính đi đó rồi tính không có nhập viện đâu. Ai ngày đâu nhập viện rồi cũng phải chịu đó. Sáng nè, cô mới về đây, cô mới dọn lấy mền đấy gì ra ngoài cho bà đó, rồi sẵn vậy mới kêu ổng kêu xe ôm á, đưa lên đi đi chung một chiếc xe cô với ổng luôn ha. Đi chung chứ không, nếu mà cho ổng đi ghi ổng biết đâu có biết đường ra đâu, bị mình vô đây đường mặt đêm mà ổng đâu có biết đường đi ra đâu. Rồi cũng đi đi ra tới đó thì cô mới đi, ổng mấy mấy nhỏ bạn của cô á thì cũng qua quán đó uống, thì ổng cũng vô đón uống nữa, thì cũng vô uống hết trơn vậy đó. Rồi mới nói thôi mẹ cũng đây ở đây chơi một chút, uống chơi với bà một chút, thôi tôi đi đặng tôi sẵn tôi đi lấy đồ đưa cho chị hai tôi ở bệnh viện, rồi mẹ lo ngồi đây ngồi cho bà đặng không có gì đắp, mình nghĩ vậy cái mình đưa đây, cái ổng cũng đi luôn, nó nói anh đi theo em nè, đi vô bệnh viện đi em đưa đồ cho chị em, rồi á thì em đưa anh ra bến xe. Ổng dần dừ không có gì đi, tôi nói anh đi không đi tôi đi nha, tôi cũng chuyện của tôi, cái gì cái chị tôi bệnh hoạn là tôi phải lo trước cái đã. Thì ổng đi tôi ổng cũng vô bệnh viện luôn, nó nói nào nghe, ổng có vô bệnh viện thăm người chị của cô luôn. Dạ. Thăm cô xong thấy gửi tới cô đi mua mà này kia cho bà chị ăn, rồi đi mua thuốc mà gì cho mua dây nước biển là cho bà vô hết rồi đó, xong xuôi hết rồi nói, chị hai ơi dạ đây nghe em đi đưa ổng đi ra bến xe buýt cái gì tôi quay lại với chị. Nói ừ mình đưa đi đi cả, nói là tôi không có nói là thích gì hết trơn á, rồi chị hai tôi đó bà cũng không có nói cái gì đâu, bà có nói tôi mới nói mình nhắm thấy á, nếu mà ta được á thì sống ta đi em ơi, mày cũng sống giờ chỉ có một mình đó, mày thấy chị không bây giờ nè, chị bệnh vậy đó không có ai hết trơn, bà cũng chồng bà chết bà đâu có chồng đâu. Người nói thôi đi cứ gì cái chị ơi từ từ đi, tôi thấy không ấm rồi, cô nói tiếng miên á, tiếng dân tộc á, tôi thấy là thôi từ từ đi, tôi thấy là chưa biết, tôi thấy hình như thôi bây giờ tôi có không hiểu chưa hiểu ta tôi không có nói. Rồi đó là mấy đứa ông lên xe buýt, ông nói ngày mai em lên anh á, gọi ngày mai em qua anh, nhưng mà anh nhớ anh bắt cái điện thoại, anh không bắt điện thoại tôi chẳng biết cái đường đâu đi vô nhà ông đâu. Ông nói ừ tới chồng ông về tới nhà tôi, ông nói điện thoại ông thì nó không hết pin. Ông mới nói anh về anh sạc cứ khoảng 2 giờ đó là em điện anh người ta, rồi từ 2 giờ điện cho mày hết một ngày một buổi 2 giờ cho tới hết đêm đó sáng bữa sau nữa điện không được, à điện cứ đổ chuông mà không bắt, là ông nói là ông không biết bắt máy, thì mà ông không biết thật, vì bữa đó là cô biết ông không biết thật, cô chỉ ông 30 có 30 quận ông không nhớ. Nói vậy, ông đâu có cần điện đâu, ở đây người ta điện qua thì ông cứ bấm cái cục xanh này là ông nghe rồi. Ông mà nhưng mà không, mà hồi lúc đó ông về nhà ông rồi. Dạ dạ đúng cô... rồi, ông về nhà nên là ông à, như là đang nhõng nhẽo với cô đó. Ông đang cũng như kiểu mà không phải là vậy, nhưng như vậy nữa nè. Rồi cái cô điện cái lúc đó khoảng 9 giờ sáng cô điện nữa ha. Cô điện nữa cái nghe mở máy. Cô nói ủa cô mới mở máy. Nó mới nghe mở máy, rồi cô nói ủa sao hồi hôm qua tới giờ sao em điện anh đổ chuông, anh em điện số anh cũng không có nghe máy, mà em điện Zalo anh cũng không nghe máy, rồi anh làm cái gì?
Ông nói trời ơi em có điện anh đâu. Tôi nói ủa ông nghĩ sao vậy? Tôi cũng cho ông ngoại mà ông ngoại không có nghe máy, mà chuông thì vẫn đổ, đổ chừng nào hết thì thôi không nghe máy. Điện anh không được, máy trục quận không được, thì em cứ nhắn tin qua ông ấy nói. Vậy là tại máy chứ đâu phải tại ông. Đấy, ông đổi thừa máy nha. Mà ông không biết nghe máy, cái đó mình biết rồi, mình biết là ông không biết bắt máy rồi. Cho nên ông mới ông nói anh đâu có biết có máy đâu, hồi nãy nè vô quán này nè, anh đang ngồi ở chỗ vui gia nè. Anh đang ngồi đây nè, nghe chuông đổ thì anh mượn cái chủ quán bắt cho ha, không phải là ông, chủ quán bắt cho. Cái hỏi ông đang ở đâu, ông nói ta sao tôi điện ông không được. Ông nói anh thấy em hôm qua tới giờ em không có điện cho anh. Anh buồn quá à, bây giờ anh ra ngoài vui gia này nè. Anh ra ngoài này á, anh đón xe anh đi lên Sài Gòn đi kiếm đi kết nối người khác rồi. Em không điện cho anh. Em hứa là em điện cho anh mà em không điện. Tao nói nè, ông đừng có nói tầm bậy nghe tôi điện. Cháu ơi, tại sao mà điện cho ông ngoại không được nè. Cô điện hoài không biết ông có chuyện gì không nữa. Ông đi xe cộ này không biết có chuyện không nữa. Giờ ông điện hỏi. Thì ông nói em có định qua anh không. Tôi nói qua chứ. Bây giờ tôi điện ông muốn cháy cái máy luôn thì tôi muốn đập cái máy tôi bỏ luôn tất á. Em anh tưởng là em không bỏ anh, em chia tay anh, cho nên em hồi hôm qua tới giờ em không có điện anh đó. Cái đó tại ông không phải tại em. Ông nói giờ anh ra ngoài vui gia nè, anh đi ra ngoài này đón xe lên Sài Gòn nữa rồi. Ông nói vậy nha. Ông nói là cô không điện cho ông, tất nhiên là ông nói là cô bỏ ông. Ông tính lên Sài Gòn đó, ông kết nối với con mẹ mà 51 tuổi đó làm Phú Hồ đó, có nghe cái clip đó không? Dạ. Ông tính lên kết nối với ông đó, bị bà đó bà nói dù ăn rau muống luộc cũng được đó, miễn anh thương em là được rồi. Dạ. Là rồi đó. Cái tôi nói thôi đi về đi ông nội ơi, ngày mai tôi qua, ông tính bữa nay qua mà điện không được, thôi anh đi về đi. Anh đi về đi, ngày mai tụi em qua. Ông ấy nói thiệt hả? Tôi nói thật á, tụi em đâu có nói dốc anh đâu. Thì anh đi về đây, anh đừng có đi lên Sài Gòn làm cái gì nữa. Ông nội ơi, mình còn nói ông vậy nữa. Ông đi về đi. Ông nói vậy hả? Vậy em qua anh hả? Tôi nói qua, em đây, em nói em qua là em qua. Đó, cái chiều gần tối, ông biết cơn bão nào, ông điện qua cô. Yeah. Ông qua cô thấy là cô mới mở máy hỏi gì anh. Ông nói anh mua đồ đạc xong xuôi hết rồi đó, ngàn anh cho mấy anh cũng có mười mấy người mà em thủ ngày mai em qua nghe. Em không qua là chết đó anh. Hồi sáng tới giờ, hồi lúc em nói tới giờ anh về là anh đi 10 khách nhóc hết trơn. Đúng, mình thấy đúng mà cũng ngon nha. Mình mới về mình nói với mấy cô ơi giờ mấy bà tiếp tôi nghe. Rồi ông có nói vậy, nó vậy thôi. Vậy là khoảng 8 giờ sáng, là bây giờ cái máy cái ông ấy chặt chẹo lắm, khó lắm. Bây giờ khoảng 8 giờ sáng anh ra ngay cái chỗ đầu cầu đen đó, ngay cái chỗ đó biệt. Do đó cái đó cô nói chỗ nào mà cô không biết, tỉnh xứ mình mà sao mình không biết được. Yeah. Anh đi ra ngay cầu đen đó đi, anh đợi em. Bây giờ cái máy của ông ấy chụt chẹo đấy, em không thể điện được. Từ giáp sáng đó, từ 6 giờ mà cô điện cho ông, vừa đúng 8 giờ không máy, ông cũng không liên lạc. Lật đổ cô không nghe máy. Rồi cô cũng đi đại cô liền. Cô nói đi đại đi. Để không đi người ta nói mình nó đi. Đi tới đó không biết cái cơn bão nào, cái chỗ cô đi vừa xuống xe buýt. Cô mới điện ông. Ông alo liền. Anh này alo em tới đâu rồi. Tôi nói tôi xuống cầu đen nè. Anh ở đâu? Anh rước tôi. Ông nói anh ở đâu? Tôi đang ngay cầu đen. Tôi đi ngay cầu đen nè. Rồi ổng chạy đâu á, đằng nào đường bên kia là có như cái chỗ mình xuống là hút cái chỗ ổng đó, mình chạy vô nhà ổng rồi nó hơi chịch ra bên đây chú ổng mới chạy thôi. Nó đây là mình thấy tướng ổng chạy, bà nội nó gì tự nó trời ơi trời mấy cô á, ôi trời cái đầu khổ xin cái đầu tới cái đầu xin nó không à. Ổng có cái chiếc xe quay mà loại quay đỏ mà cái quay chắc cái đèn nó chạy mà nó cái dây sên nó giãn nó cộc đi tới đâu cũng nghe cái dây cái sên nó kêu hết trơn á. Sên xe mà nó bèo nhỏ xe nó chắc ổng mua chắc cũng gì cục, nói chung là chắc cũng lâu năm rồi đó, nó ghim cái ấy hết trơn. Chạy nó nghe xe rồi mà cách cây số còn nghe nữa. Rồi cô đi, rồi ổng chở cô đi. Ông chở cô với người cô của cô cũng như nhỏ nhỏ coi nhau, ông tống hai. Cái tôi nói không được đó, cái cô nó thôi
không được đâu, kêu xe ôm một chuyến nữa. Rồi nhỏ em của cô thì nó đi xe ôm riêng, rồi kêu đi nó chạy, ông ơi ông chở hai không có được, ông ơi chở một thôi, kêu thêm một chiếc xe nữa là hai chiếc, bạn cho cô Sáu ba đi cái xe này anh chở chắc 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 không tới đâu, tôi chở gì vậy? Rồi mình nghĩ là vậy mà, nhưng không sao không sao không sao, má lên liền cũng lên nữa. Thì xe ôm kia thì nó chở gì, nó chở nhỏ em tôi, còn ổng thì chở cô với người cô của cô. Sau đó ông chạy mà ông cái ổ gà, cái đường đó nó ổ gà rồi nước nó đầy vậy đó, nó chạy cho nó xẹt cái nước lên, xẹt cái kia lên, nó văng sần văng đó, thì biết cái dưới quê mà tao lắm. Rồi vô đi vô đầu khoảng cỡ 200 mét à, cô nó thấy cô Sao á, bà nói tao thấy không xong rồi nghe mày, tao thấy cái đường này là thấy không xong rồi đó, nên mình vô đâu vậy trời. Đi vô nó tắt cái đường toàn là vuông, cái gì không à, lá cái gì gì không à, sậy đâu không à. Cái rồi cái cô mới tới cô hát rồi nói vô đường quanh co cũng có lối về. Cái bà Sáu bà cười bà nói mày tính mày đi mày về ha, đường quanh co tôi cũng có lối về, đừng có nói bà đem tôi vô đây mà tôi không có lối về, tôi đi về được hết trơn à. Cậu nói làm gì mà hát nghêu nghêu vậy. Mình thấy mình mắc cười á, mình về đi mình giấc nó vô đường quanh co tôi cũng có lối về, ông hát gì nghêu nghêu vậy, tôi nói tôi hát nhạc, vô đây vui quá tôi ca nhạc. Cô cũng tiếu lắm, nghe cô cũng tiếu lắm.